Xin chào tất cả các bác đã quay lại với kênh của Trần Long Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục review một cái sản phẩm nữa từ Lazada. Rồi. Hôm nay thì đã là ngày 13 tháng 12, tức là ngày thứ 3 của cái cách mạng mua sắm tháng 12 từ Lazada. Thì không biết các bạn đã mua đến những món hàng gì rồi. Thì trong cái đợt cách mạng mua sắm tháng 12 này của Lazada thì mình có quyết định là đầu tư mua một cái bộ sản phẩm gồm có sao cạc này, mic BM800 này, dây livestream này, một số cái sản phẩm khác để quyết định làm một cái thực ra không để làm, tức là để cải thiện cái chất lượng các cái video tiếp theo mình sẽ làm cái kênh của Trần Long Vlog. Tại vì mình nhận được một số cái comment các bạn phản hồi về là tức là cái chất lượng video nó nghe khá là nhỏ, thì mình quyết định đầu tư một cái cải thiện hơn về cái audio. Rồi, đây chính là một cái sản phẩm thứ hai trong cái bộ ba điện thoại. Trước mình có làm cái một hộp về cái sao cạc, đây có cái clip này, sao cạc về cái sao cạc K10 từ Lazada. Thì nó là một trong ba cái bộ combo huyền thoại của cái thu âm tại nhà, gồm có này sao cạc K10 này, mic BM800 này, ở dây livestream MA1 MA2. Và hôm nay chúng ta sẽ mở hộp cái sản phẩm thứ hai, đó chính là cái mic BM800. Cái này thì mình cũng đặt hôm 11 tháng 12. Thì hôm nay 13 nhận được, chắc là đợt này thì Lazada họ đang bị quá tải về cái quá nhiều đơn hàng cho đợt cách mạng mua sắm này rồi. Và đây chính là cái sản phẩm này, mic BM800. Các bạn nhìn thấy không? Cái này bé quá nhỉ. Mic thu âm BM800 màu đen và đến từ shop, đó chính là cái đồ chơi PC ở địa chỉ là mặt đường 21B thôn Đỉa, Hà Nội, huyện Thanh Oai, Bình Minh. Cái này như cùng với cái shop mình mua cái sao cạc, cùng với cái shop này thì cái shop này thì nó bán khá là rẻ, thì mình quyết định mua. Hộp này khá là nặng. Rồi thì không biết cái đợt này Lazada đóng hàng như là thì cái hàng này đóng bó bé quá. Mình vẫn thích đóng các cái hộp nó bằng hộp khối hơn, vì cái này nó thực ra nó chỉ dán mỗi cái băng dính ở ngoài thôi, sắn một cái lớp giấy cắt tổng ngoài như cái vỏ bao xi măng thôi, bụi này. Rồi, và ngay giờ chúng ta sẽ cùng mở cái hộp này ra. Nhưng mà trước hết mình sẽ cho các bạn xem giá tiền nó là khoảng bao nhiêu. Cái này thì là khoảng 175.000. Rồi, cái này tất nhiên là có áp cái mã giảm giá nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng hành mở cái này. Như vậy mình đã có sao cạc rồi, và tiếp theo là có mic. Nói chung là cái hai cái thành phần quan trọng nhất thì cũng đã về rồi. Còn cái dây livestream thì không biết là có về nữa không, mình cũng không biết. Rồi, đây là cái hộp bên trong. Đây họ bọc thêm một cái lớp xốp ở ngoài đây. Đây chính là cái hộp ngoài của cái sao cạc K10 BM800. Cứ lẫn sao cạc với mic Professional Microphone Series Studio, chưa thấy mã BM800 nó chỗ nào. Đây là cái mặt đằng hông này, mặt bên hông nữa này, chung bốn mặt như nhau. Đây mặt đằng sau. Ở cái hộp ngoài này chúng ta có thể thấy là không thấy cái BM800 đâu cả, lại khả năng ăn hàng fake rồi. Rồi, nhìn giấy có sắp xếp khá là lộn xộn này, rõ ràng nghi màu đen ở cái vỏ mà lại dính trong mũ màu xanh. Đây là một cái hướng dẫn sử dụng của nó, thực ra cũng không phải hướng dẫn sử dụng đâu, đây là cái thông số của nó. Rồi xem qua một chút, đây là cái phiếu bảo hành, nhưng mà ai mà sang Trung Quốc bảo hành được. Rồi đây là cái mic có chữ BM800 này này. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây chính là cái sản phẩm chính của nó, đây là cái mic BM800. Chỗ này nó khá là lạnh nên mình sợ nó hơi có cái vân nước ở đây. Hôm nay ở Hà Nội khá là rét. Rồi, đây Phụ kiện nó sẽ gồm có đầu tiên là cái mic này, một cái bông này, ui dồi ôi, méo hết rồi, một cái shock mount, cái này là chính là cái giá chống sốc, gọi là shock mount. Chúng ta cùng mở ra xem nhá, cái này họ còn dán cái ghim ở đây nữa cơ. Một cái shock mount chống rung. Và cái này cũng để là mình gắn cái chân kẹp bàn hoặc là các cái phụ kiện vào đây. Nó sẽ nối vào như này, kẹp bàn như này, thì mic nó sẽ quay ra như này. Một cái dây 3.5. Cái này cắm vào máy tính này, hoặc là cắm vào sao card. Còn cái đầu sẽ nối vào mic. Mình thấy còn một cái tờ giấy gì nữa đây này, kèm theo một cái phiếu bảo hành. Ui dồi ôi, phiếu bảo hành kiểu này, bảo hành gì. Đây là chính là cái shop của phân phối ấy, Vinetshop. Hết rồi. Hộp ngoài thì không có thương hiệu, nhưng bên trong mic thì lại có BM800. Mà mic thì tất nhiên là mic giá rẻ thôi, thì chúng ta không quá đòi hỏi nhiều. Thì cái này lắp như nào? Cái này nhỉ, đây mình sẽ cho các bạn xem qua một chút cái mic này cho các bạn, nếu mà xem các bạn mua này. Đấy. Ở trong này chúng ta có thể nhìn thấy một cái lõi màu vàng ở đây này. Họ dán băng dính như này thì ta không, nó dán một cái tem bảo hành này, Vinet này. Rồi, đây chính là cái đầu chấu của nó, 3 chấu. Có một đường gân màu vàng ở đây. Cái này nó kêu cọc 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 cọc. Đấy các bạn nghe chưa? Đấy đấy đấy. Mà chất lượng cái mic của giá rẻ nó cũng khác này. Đấy, kêu lọc sọc này. Cái này sẽ cắm vào đây. Nó có một cái chấu này. Rồi, chúng ta kết nối xong. Cái này sẽ nhét vào đây, chống nước, để phòng các cái ông ăn phở nhiều hành văng vào mic. Cái xốp nó cũng hơi khá là méo này. Xốp nó hàng cũng chán quá, cái bông nó hơi méo méo đúng không. Và gắn cái này vào đây, mình lại nhầm rồi, cái này phải gắn vào trước. Đây, gắn cái này vào trước này, xong mới gắn cái này vào. Đấy là xong cái mic, cái này sẽ gắn vào đâu đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng nói qua một chút về cái mic BM800 này. Thì cái mic BM800, một cái dạng mic như này thì chúng ta gọi là mic Condenser. Thì hiện nay thì có hai loại mic, thứ nhất là mic Condenser, thứ hai là một cái dạng mic như này. Đây là dạng mic Dynamic. Có hai khái niệm mình sẽ nói cho các bạn hiểu một chút. Đầu tiên là cái mic về Dynamic. Cái mic này thường chúng ta hay gặp ở các cái dàn karaoke này, hay là các cái dàn để hát ngoài trời ấy, thì họ sẽ sử dụng cái mic này, gọi là mic Dynamic. Còn cái mic Condenser này thì sẽ sử dụng nhiều ở cái phòng thu. Vì sao lại có hai cái loại mic này? Thứ nhất là về cấu tạo của cái mic này nó khác hẳn mic này. Thằng này thì nó sử dụng cái cũng có màng rung này, sau đó màng rung trong này nó có một lõi dây đồng, sau đó nó sẽ có một cái lõi từ trường nữa, thì mỗi lần mình tạo cái tiếng rung lên nó tạo ra dòng điện. Thằng này thì cũng thế thôi, tức là mình nói thì nó tạo dòng điện, nhưng mà cái này nó không dùng cái dây đồng mà nó dùng một con mosfet. Đó. Thì hai loại này khác nhau như nào? Thứ nhất là cái ở con này thì âm thanh nó sẽ rất là thật, nó như là mình nghe được cái tiếng mình nghe đây này. Và thằng này thì nó thu tiếng rất là thật, nên chủ yếu sử dụng phòng thu. Thằng này thì cái tiếng nó sẽ nghe, nó sẽ trong và mượt hơn, nhưng mà nó sẽ âm thanh nó nghe nó nịnh tai hơn. Cái này chính xác là cái mic này nó nịnh tai hơn. Và cái đặc điểm nữa đó chính là cái mic này, cái mic Condenser thì nó thu, vì nó thu quá nhạy, nó thu gần hết các cái tiếng vào, nên là cái phần tạp âm nó cũng sẽ thu được. Chính vì thế là thu âm tốt nhất nó chính là thu cái này ở studio, ở một cái phòng riêng nó có cách âm thì thu cái tiếng mình nó thật nhất. Còn cái thằng này thì do nó là cái mic về điện Dynamic thì khi chúng ta hát là nó chỉ thu được cái tiếng của ta thôi, còn các cái tạp âm thì nó ít bị nó lọt vào trong này hơn. Nên là khi biểu diễn ở ngoài trời ấy, thì người ta sẽ dùng cái mic Dynamic này chứ không ai sử dụng cái mic Condenser để đi thu cả. Cái này thì rất là thuận lợi cho các bạn thu âm tại nhà này, hoặc là ở các cái phòng thu âm mini có thể sử dụng được cái mic này. Mình thấy cái đầu cáp này nó hơi bị cong một chút này. Rồi, riêng với cái sản phẩm mic BM800 này thì được, nói chung là mình thấy được cái phản hồi khá tốt từ người dùng. Tại vì đây là cái mic giá rẻ này, nhưng mà cái chất lượng thu âm của nó rất là tốt, rất là ngon. Thu âm tại nhà này, hát hò này, hát livestream này, hoặc là dùng cái mic để quay video cũng được. Tức là dùng, thay vì mình dùng một cái shotgun để mic hướng âm ấy, thì dùng cái này thu cũng được. Tuy nhiên thì nó hơi bị lẫn tạo hơn một chút, nếu mà thu trong cái phòng kín thì vẫn rất là ok. Cái này, thằng này nó thu trong phòng kín thì cực kỳ tốt luôn. Hơn nữa cái giá thành nó khá là rẻ, thì như cái đợt đầu cái mic này nó hàng xịn của nó cũng phải rơi khoảng 1 triệu cơ. Còn trên Lazada thì bán hàng, nói chung là hàng rẻ hơn nhưng mà vẫn sử dụng được. Ok. Trên đây là cái phần review nhanh cái sản phẩm mic giá rẻ BM800 từ Lazada. Một cái sản phẩm mà chúng ta có thể mua trong cái đợt cánh mạng mua sắm tháng 12 này. Nó khá là rẻ, áp mã giảm giá các kiểu nữa. Còn cái phần test thì mình có lẽ mình sẽ làm một cái clip test riêng thu âm cùng với sao cả K10 xem nó thế nào. Ok, xin cảm ơn các bạn. Nếu thấy clip hay ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe kênh và cho các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.